Xin chào mọi người ha. Khuya hôm nay mình giới thiệu đến mọi người cái tab LED Dell Latitude 2-in-1 nha mọi người. Đây là Dell Latitude 7200, cái mẫu cao cấp của cái dòng tab LED. Nó rất là đẹp luôn mọi người. Cái phay là cái phay nhôm nha. Để dựng ở bên trong ra mình sẽ dựng đứng, có thể tháo rời như máy tính bảng. Và đây mọi người, 7200 2-in-1. Cái đặc biệt là ở cái phần này là nó mướt rượt, giống như là mấy cái dòng mà Dell 7400, rất là sang trọng luôn. Và có thể là tháo rời, khi mà mình tháo rời mình dựng lên thì sẽ là dựng như thế này ha. Mở ra cái phần phím này có thể tháo rời được. Đây. Đây mọi người, rất là tiện gọn luôn. Máy là chất lượng. Mình sạc toolbox sấm sét, từ từ mình sẽ quay cái phần phím. Phần phím thì đây mọi người, đây là cái phay nhôm á mọi người. Đó nè, nhôm nè, mướt rượt luôn, và người ta cũng có sử dụng, cho nên mình nhìn thấy cái vết, nhìn nghiêng cái vết nó hơi bóng bóng á, nhưng mà nó nhôm hết trơn nha, nhôm mướt rượt luôn mọi người, rất là chất lượng. Phần phím này là có LED phím rồi, đầy đủ hết, êm mềm xịn lắm, hết 500 như những cái dòng mà Sunfay vậy thôi. Đây cái phần mặt ở ngoài đây, và trên những cái cạnh này nó cũng có hơi mòn cái vải đó mọi người. À, còn cái phần này thì rất là cứng cáp và chắc chắn nè. Đây chỉ có là mấy cái cạnh ở ngoài này nó hơi mòn những cái vải thôi, hầu hết cái con nào thì nó cũng mòn như vậy. Mình hít vô đó, lên ok nha, lên nè mọi người nè. Còn mỗi lần mình mở ra thì nhẹ nhàng mọi người, nhẹ nhàng hít ra thôi, nó hít bằng 500 nè. Đó cái dòng này thì mình có tặng cho mọi người cây bút bút nhận cảm ứng ok, và cái màu là tiệp luôn, nhưng mà đây là bút zin chính hãng của HP nha. Cái bút không là rất là đắt tiền đó mọi người, và mình có tặng kèm cho mọi người nữa. Giờ mình quay cho mọi người xem cái cấu hình máy rất là mê luôn. Nó là Dell Latitude 7200 2-in-1 nha, là 12.5 in, rất là gọn, máy tiện nhẹ mọi người, và nó thời trang nữa. Đặc biệt là tablet, nó là i5 Gen 8 nha. Nó có mờ này kia, còn này là i5 Gen 8 đã khỏe rồi, mà đặc biệt là RAM 16GB, rất là hiếm gặp những cái dòng tablet mà RAM 16GB lận. Rồi khỏi phải nghĩ tới chuyện nâng cấp nữa, cái tablet mà nó mạnh còn hơn cái laptop nữa, rất là ok luôn. Rồi quan trọng nữa là những cái tablet thì là cái ổ cứng của SSD rồi, nó nằm trong này sao mà nâng cấp được mọi người. Ai phải tài giỏi lắm thì mới nâng cấp được, cho nên là nó zin SSD 512 ở trong máy luôn, là rất là thoải mái để mọi người sử dụng luôn á. Nói chung là quá ok luôn, màn hình là đẹp, cảm ứng mượt mà, gặp lại thì làm máy tính bảng nghiêng hay dọc gì cũng được. Đây mọi người, mình khi mà mình tháo rời nó thì mình xài phím ảo ha, và bút rồi là mượt mà hết, vẽ vời rồi các phần mềm lúc mình trình chiếu rồi này kia rồi đó là ok ha. Bút rất là đẹp của HP. Đây tablet quá sang, có máy ảnh phía trước nữa, trước sau rồi là máy ảnh ok hết ha, màn đẹp, mọi thứ ok. Và mình báo giá mọi người, pin này thì trên 3 giờ sạc sạc tay sẽ zin. Ngõ có ngõ USB nữa mọi người, là mình thấy cái tablet lần đầu tiên, mấy kia nó chỉ có Type-C thôi, nó không có USB, cái này có USB nữa nha, đôi lúc thuận tiện mình sử dụng cũng được. Và nó có hai cái toolbox sấm sét nè, đó rất là chất lượng luôn, bây giờ xài cái gì cũng qua toolbox hết rồi mọi người, hai cái toolbox sấm sét là ok quá luôn. Rồi còn có cái SD nữa, đôi lúc mình muốn nâng cấp SD thì bỏ vô này, nhẹ nhàng nhấn xuống bỏ ra thôi mọi người, nút lớn bé ha, và ở trên này là nút nguồn. Đó, sẵn thì mình quay cho mọi người các cạnh của cái phần phím thì nó cũng hơi ui gì nó dơ hay sao á, mình sẽ vệ sinh sau đó nha mọi người. Đó, còn phần ở đây thì nãy mình có quay rồi, phần cái mặt này á, cái mặt nhôm này thì quá đẹp luôn, nó là cái tâm điểm, nó là gọi là cái điểm đáng chú ý nhất của cái máy, nhìn nó đẹp. Mặt ở trên này thì nó hơi dơ dơ nha mọi người, và mình chùi không có ra, đây nè nó hơi kiểu giống hơi dơ dơ như vậy, ít thôi cũng không có nhiều gì đâu. Rồi và mình báo giá mọi người nè, máy A888, số cũng đẹp nữa, kèm bút cảm ứng như thế này, máy này là 8 triệu 7, ai chốt thì inbox mình. Cảm ơn mọi người đã xem kênh và đăng ký kênh của mình nha, máy là rất là chất lượng luôn. À, ai chốt thì inbox máy kèm sạc Type-C zin của Dell nha.